Chào mừng bạn đã đến với video hướng dẫn sử dụng tính năng phân quyền cho nhân viên trên hệ thống của GoSell. Để bắt đầu sử dụng tính năng này, chúng ta click vào một cài đặt trên cột tính năng bên trái. Sau đó chọn quản lý nhân viên. Ở đây bạn có thể thêm nhân viên vào các chức năng cố định trên hệ thống của GoSell để giúp cho việc quản lý kinh doanh của bạn có thể tốt hơn. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách click vào nút thêm nhân viên phía trên góc phải. Chúng ta sẽ thêm tên nhân viên. Nhập email của nhân viên vào đây. Và sau đó chọn phân quyền cho nhân viên. Bạn có thể chọn nhiều chức năng khác nhau hoặc một loại chức năng dành cho nhân viên đó. Và sau khi đã chọn xong thì chúng ta sẽ click vào hoàn tất để hoàn thành các bước phân quyền nhân viên trên hệ thống của GoSell. Vậy là đã hoàn thành xong các thao tác mà bạn có thể thực hiện trong tính năng phân quyền cho nhân viên.